Giữa một không gian tối đen như mực, một tia sáng đáng sợ bất chợt bừng lên. Những người ngoài hành tinh đang theo dõi chúng ta từ một nơi rất xa, và đem đến đây một món quà, chính là loạt chương trình cuối tuần đầy màu sắc của tháng 5 này trên HTV3 Dreams TV. Sẽ là ai đây? Là ai đây? Còn ai vào đây nữa? Chính là Chadu, vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Bên cạnh đó là cô bé heo Peppa ham học hỏi và trí tưởng tượng diệu kỳ. Nó là ngôi sao phải không mau? Tiếp theo, mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện khám phá sự thật đằng sau những nỗi sợ của các bạn nhỏ qua những câu chuyện kỳ bí của Masha, là tình bạn dễ thương trong Pororo và những người bạn, hòa mình vào những chuyến du hành bất tận cùng Doraemon chú mèo máy đến từ tương lai, và thế giới của những câu chuyện cổ tích trong Rồng Rắn Lên Mây. Và cần phải nhớ quy tắc rất quan trọng này, đó là sẽ chia khoảnh khắc cả nhà cùng vui. HTV3 Dreams TV.